Trứng gà là sản phẩm nông nghiệp quen thuộc của Việt Nam và thường có giá trị không cao. Tuy nhiên, anh Phan Trung Kiên, một người đam mê nông nghiệp đã thay đổi điều này khi sản phẩm trứng gà anh bán ra thị trường có giá 10.000 đồng một quả. Bí quyết bắt gà đẻ trứng vàng của anh Kiên rất đặc biệt. Gà được nghe nhạc, ngủ trưa, ăn thức ăn được chế biến từ dược liệu là cây cà gai leo. Hơn 100 hecta cà gai leo đang được anh Kiên chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, vừa để làm trà, vừa sử dụng làm nguyên liệu cho gà ăn. Mạnh dạn và quyết tâm thực hiện khát khao, anh Kiên đã sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp ghi dấu ấn của riêng mình và có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Anh Phan Trung Kiên, quê ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Từ khi còn là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 1, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh đã mong muốn về quê để khởi nghiệp, tạo dựng một thương hiệu thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng. 10 năm gắn bó với nông nghiệp, hành trình khởi nghiệp của anh gắn liền với cây cà gai leo và các sản phẩm làm từ cà gai leo. Đến năm 2020, anh mới bắt đầu nuôi gà. Trong đó, dùng chính cây cà gai leo để phối trộn ra thức ăn cho vật nuôi, chứ không sử dụng các loại cám công nghiệp. Cái việc mà nuôi con gà đẻ trứng thì thực ra từ lúc trong học ở trường nông nghiệp, mình đã rất là mong muốn là mình phải ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm sao cho tạo ra những cái sản phẩm nó thật sự sạch và nó thực sự độc đáo. Thế thì khi mà ra trường thì mình lại có cái cơ duyên làm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi nhiều, và khi mà tiếp xúc với chuyên gia dinh dưỡng nước ngoài thì người ta nói rõ với mình rằng là cái con gà, vật nuôi nói chung và con gà thì nó hoàn toàn có thể sử dụng thảo dược để mà thay thế kháng sinh. Và với con gà đẻ thì đặc biệt phải chú trọng đến cái lá gan. Sức khỏe của lá gan sẽ quyết định cái việc của con gà nó đẻ nhiều hay đẻ ít và quả trứng nó có thơm ngon hay không. Ngoài việc cho gà ăn dược liệu, những con gà đẻ trong trại của anh Kiên còn được sinh hoạt điều độ theo thời gian biểu, được nghỉ ngơi trong môi trường thoáng mát, được nghe nhạc, ngủ trưa để có cuộc sống hạnh phúc, không bị stress. Nhờ vậy, gà thường có sức đề kháng tốt, ít mắc bệnh. Những cá thể nào không đảm bảo sức khỏe sinh sản sẽ bị loại bỏ, tuyệt đối không dùng kháng sinh để chữa. Như vậy, anh Kiên đã tạo ra sản phẩm trứng gà thơm ngon, đặc biệt hàm lượng cholesterol trong trứng thấp. Những quả trứng này rất tốt với người cần kiểm soát cholesterol. Nuôi gà thảo dược không dùng kháng sinh thì quy trình sản xuất cao hơn. Và thứ hai là cái quả trứng của mình nó khác biệt hẳn với những quả trứng mà nuôi theo hình thức công nghiệp. Nó thơm ngon, nó không tanh và các chỉ số test nó có những ví dụ như hàm lượng cholesterol nó thấp hơn rất nhiều so với trứng nuôi công nghiệp. Nó chỉ có là 125mg cholesterol trên 100g trứng tươi. Với cái kết quả này thì chúng tôi tìm tất cả các kết quả trên Internet thì chúng tôi đang là kết quả thấp nhất. Với những ưu điểm đặc biệt đó, trứng gà cà gai leo của anh Kiên đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và có giá bán cao gấp 4 lần so với trứng gà thông thường trên thị trường. Trung bình, mỗi quả có giá 10.000 đồng, một hộp 12 quả, không bán lẻ. Dù vậy, với hơn 5.000 con gà Ai Cập đẻ trứng hiện nay, anh Kiên vẫn không đủ số lượng trứng để cung cấp cho thị trường. Thế thì khi mà mình làm cà gai leo thì mình thấy là cái cà gai leo của mình nó đúng cái nhu cầu mục đích đấy rồi. Nó đúng giải quyết được vấn đề đó. Thêm nữa trong cái quá trình sản xuất trà như thế này thì cái máy nghiền để mà nghiền ra cái bột trà như thế này thì nó sẽ có một số cái thành phần nó bị nhỏ hơn so với cái mức yêu cầu. Tức là khi mà nó nhỏ quá mình không lọc ra thì nó sẽ bít cái lỗ thủy lọc. Thế là cái phần đấy là mình phải lọc ra. Mà lọc ra thì mình dùng chính cái bột đấy cho con gà ăn. Thì nó vừa trở thành một cái dạng kiểu như gọi là kinh tế tuần hoàn, tận dụng cái phụ phẩm, nhưng mà lại là một cái hiệu quả rất là tốt cho cái việc mà chăn nuôi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau sự thành công của ngày hôm nay là cả một hành trình khởi nghiệp đầy gian nan, vất vả và rất quyết tâm của anh Phan Trung Kiên. Sau khi tốt nghiệp đại học, có tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, anh Kiên đã thử sức với nhiều công việc liên quan đến nông nghiệp, nhưng không đạt được thành công mà anh mong muốn. Không nản chí, anh vẫn quyết tâm tìm hiểu, nghiên cứu những hướng đi mới và có tiềm năng. Khi nhận thấy người dân có xu hướng quan tâm và chuyển sang sử dụng các sản phẩm từ thảo dược. Vì thế, anh Kiên đã quyết định chọn khởi nghiệp từ loài cây dại vốn được nông dân trồng để sử dụng làm bờ rào. Đó là cây cà gai leo. Thực ra cây cà gai leo là một cái cây mà có cơ hội cực kỳ lớn.
Bởi vì có thể nói là cái cây này là cái cây đặc hữu của Việt Nam. Ở trên thế giới là gần như là chỉ có Việt Nam, Lào, Campuchia có thôi và đảo Hải Nam của Trung Quốc có thôi. Trong sách y học của Trung Quốc thì có nhắc đến cái cà gai leo nhưng mà sản lượng nó không nhiều, thế nên không được dùng rộng rãi. Thế còn Lào với Campuchia thì do trình độ chỗ về thảo dược người ta chắc là kém chúng ta nên họ không biết dùng. Chỉ có Việt Nam chúng ta biết dùng. Và đến bây giờ thì Viện Dược liệu khẳng định là cây cà gai leo là cây có dược tính có thể gọi là tốt nhất là cho gan trong các loại cây dược liệu. Và bây giờ các công ty đông dược của Việt Nam nếu như có sản phẩm về gan đều dùng cà gai leo làm thành phần chính. Là loài cây dại nhưng cà gai leo lại được đánh giá là có nhiều dược tính tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan tới gan như ung thư gan, xơ gan, hạ men gan. Tác dụng của cà gai leo đã được Viện Dược liệu khẳng định là giải độc rất tốt. Mặc dù vậy, cà gai leo vẫn rất ít người trồng. Đại đa số cà gai leo được trồng ở các tỉnh miền Trung, nhưng hầu hết chỉ được dùng làm hàng rào, có tác dụng che chắn gia súc hoặc là làm giải phân cách tự nhiên. Cái này là trước đây thì theo như tài liệu mình có tìm hiểu thì trước đây là cây cà này do đặc tính của nó là có nhiều gai, tức là nhiều gai nó cứ bò lằng ngoằng như thế này, thì nếu mà mình trồng ở hàng rào thì gần như là làm thành một cái bờ rào sinh học ấy, mình gọi là bờ rào sinh học, để gọi là ngăn từ cái bờ ruộng này hoặc là từ hàng xóm này với hàng xóm khác đấy. Nhưng mà sau này thì Viện Dược liệu họ mới gọi là nghiên cứu thì trong cây cà này nó có một cái hoạt chất là nó rất tốt cho gan, đặc biệt là gan virus B. Nhận thấy cà gai leo tốt cho sức khỏe, nhưng làm sao để trồng cà gai leo một cách bài bản và chuyên nghiệp, thu được những dược tính tốt nhất của loài cây này thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Khi bắt tay vào trồng cà gai leo, anh Kiên và những người bạn đồng hành của mình cũng gặp nhiều khó khăn. Thì chúng tôi ban đầu tiên là chúng tôi đi test để chúng tôi biết xem là cái bộ phận nào của cây nó chứa cái dược tính nhiều nhất. Thì chúng tôi phát hiện ra là quả có dược tính rất là nhiều. Thế nhưng cái sản lượng quả ở trên 1 hectare thì nó lại không được bao nhiêu cả. Thế có cái phần thứ hai là cái phần lá chứa dược tính đứng thứ hai sau quả. Nhưng mà cái sản lượng nó lại tốt. Thế nên chúng tôi mới xác định được rằng cái quy trình trồng, chúng ta trồng thế nào đấy để chúng ta phải giữ được cái lá thì cái dược tính nó mới cao. Thế còn đi tham khảo với các bà con đồng bào miền Trung thu hái cái cây cà gai leo này thì có một đặc điểm rất là hay. Cây cà gai leo trong tự nhiên ấy, nó dài những cái sợi mây ấy. Thế bà con chặt cái gốc này xong rồi rút một cái thì bắt đầu lá nó rụng hết, nó chỉ còn một tí lá ở ngọn thôi. Thế nên cái dược tính nó lại rất là thấp. Thế nên là mình phải tạo ra một cái quy trình trồng làm sao giữ được cái lá, vừa có sinh khối, vừa giữ được lá và phải cắt đúng thời điểm. Qua quá trình tìm hiểu, anh Kiên đã chuẩn hóa được quy trình trồng, chăm sóc và thu hái cà gai leo theo hướng tối ưu hóa hiệu quả khai thác dược tính của cây trồng. Đến nay, anh Kiên đã sở hữu hơn 100 hectare vườn dược liệu trồng cà gai leo theo hướng hàng hóa, canh tác hữu cơ. Thì về cái câu chuyện thời điểm thì lại là như thế này. Khi chúng tôi cắt cái cây cà gai leo ở nhiều giai đoạn khác nhau thì thấy rằng là cái thời điểm mà cái cây mà ra hoa và có quả xanh cộng với cái lá gốc nó bắt đầu vàng nó rụng rồi thì cái thời điểm đấy là chúng tôi sẽ thu được cái dược tính, thu được là tốt nhất. Thế là sau này chúng tôi là những cái doanh nghiệp đầu tiên mà đưa cái cây cà gai leo trồng theo kiểu quy trình để biến thành hàng hóa như bạn nói đấy, và có quy trình rõ ràng để thu được cái dược tính nó cao và cái hoạt chất nó tốt. Từ năm 2015 đến nay, sản phẩm cà gai leo tại cơ sở của anh Kiên được tiêu thụ rộng rãi. Không dừng lại ở đó, anh còn nghiên cứu phối trộn nhiều loại dược liệu khác cùng cà gai leo để nâng cao giá trị và công dụng của sản phẩm, biến trà thảo dược thành một loại thực phẩm chức năng có giá trị tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là sau này thì vì cái nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm cũng như là cái nhu cầu của con người không chỉ cần có giải độc gan mà cần có nhu cầu khác nữa thì chúng tôi phối hợp cà gai leo với những cái nguyên liệu thảo dược khác để tạo ra những cái loại trà phù hợp hơn cho từng đối tượng sử dụng. Ví dụ như là để mà ngủ ngon thì chúng tôi có cả trà cà gai leo với cái đinh lăng để giúp ngủ ngon. Ví dụ như là những người mà như cái trà cà gai leo xạ đen này thì cũng lại một cái trà rất dễ uống mà có các tác dụng giải độc gan rất là tốt. Đó thì chúng tôi kết hợp với cà gai leo với nhiều nguyên liệu thảo dược khác nhau tạo ra những cái sản phẩm chuyên biệt. Các sản phẩm trà thảo dược của anh Kiên đã đạt được 12 danh hiệu sản phẩm OCOP 4 sao cấp thành phố Hà Nội. Khi tham gia OCOP giúp anh nhận thấy sự thay đổi lớn về giá trị thương hiệu sản phẩm, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường. Các sản phẩm của anh được tiêu thụ chủ yếu qua sàn giao dịch thương mại điện tử như Tiki, Shopee, TikTok. Riêng thì đa phần mọi người trưởng thành lên từ cái việc là trước đây ta làm cái việc đó vì một lý do nào đó, ví dụ như là bố mẹ để lại nghề rồi tự dưng đến với nghề, kiến thức quản lý không có, kiến thức bán hàng thì càng không. Thế nên là những chương trình hỗ trợ như OCOP thế này là cực kỳ hợp lý.
Thêm nữa, vừa rồi thì em có được tham gia một cái khóa học của Nhật Bản của cho do tổ chức JICA hỗ trợ, thì em được đi rất nhiều doanh nghiệp nhỏ bên Nhật Bản. Thì em thấy rằng là cái việc mà chương trình ô cốp của chúng ta hình như đâu đấy là cũng học theo cái chương trình mỗi vùng miền một sản phẩm của Nhật Bản. Và em thấy cái điều này chúng ta đang đi hoàn toàn đúng. Em có hỏi các doanh nghiệp Nhật Bản thì họ nói rằng là họ cũng như chúng ta thôi. Trước đây họ y chang như chúng ta bây giờ. Các doanh nghiệp cũng như chúng em cũng từ nhỏ đi lên, từ các miền quê đi lên. Bén duyên với cây cả gai leo trên mảnh đất quê hương. Đến nay, qua chục năm khởi nghiệp với nông nghiệp, anh Phan Trung Kiên không chỉ gây dựng được thương hiệu riêng cho mình mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ngoài trồng lúa, giờ đây bà con nông dân ở huyện Chương Mỹ có thêm nghề mới là trồng dược liệu. Theo những nông dân ở đây, khi liên kết trồng cà gai leo hay các loại dược liệu khác cho giá trị cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Nếu mà cũng đã từng trải qua nào thì trồng cây nọ cây kia rồi, cho nên là làm đây cũng không có gì nữa gây khó khăn cả, mà cũng không khó gì nữa, với công việc rất là phù hợp. Làm lúa thì là phải làm lúa nước, và còn làm cái dược liệu này thì phải làm khô. Thế công việc thì toàn phải làm khô hết. Nó khác chủ ý, còn nó giống nhau thì cũng vẫn phải cấy. Tức là cái giống nhau và cái khác nhau chủ ý. Cái công việc cái này là người ta đầu tư ra là cái vốn rất là lớn, thì để thu chắc chắn nó phải lớn hơn rồi. Đấy, cũng như là người ta nói là bỏ nhiều thì thu nhiều, bỏ ít thu ít. So với trồng lúa thì cái cây này thì nó tươm hơn được lúa. Tươm hơn là đôi khi là trồng lúa thì bây giờ đúng là thời vụ nó cũng gọi như là nó thời tiết ấy, đôi khi là nó không năng suất thì lúc thì mất mùa, lúc thì được. Nhưng đôi khi là so thì cũng không bằng làm thế này. Và đúng ra là cái cây này thì nó cũng tốt, vừa cho là sức khỏe, hai nữa là làm cho nó đôi khi là thu nhập nó cũng cao, mà đôi khi là nó tốt cho sức khỏe, thì đôi khi là người ta về làm về cây này thì đôi khi là nó đúng là nó tốt cho mọi thứ. Dám nghĩ, dám làm. Mô hình của anh Kiên không những tạo việc làm cho bà con trong vùng mà còn góp phần phát triển kinh tế, gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Mình làm với chỗ anh Kiên này thì tính đến đây là cũng được hơn 5 năm một tí. Thì anh Kiên là một người gọi là cũng là xuất thân từ nông dân, nhưng mà anh ấy đã có rất nhiệt huyết trong cái việc là gọi là trồng cây. Đặc biệt là khi mà gặp tôi thì anh ấy có chia sẻ là anh ấy đang muốn phát triển một cái loại cà dại, tức là cà nó mọc dài rất nhiều nhưng mà nó có hoạt tính tốt cho gan. Thế là anh có chia sẻ là muốn trồng cái cà này thật nhiều để gọi là gần như là kiểu như mình là xã hội hóa đấy. Thì mình thấy là cái anh ấy có chia sẻ về cái mục tiêu, mục đích của anh ấy thì mình thấy gọi là rất thích. Thì từ đó thì gọi là mấy anh em kết hợp với nhau thì và cùng trồng và cùng phát triển cái cà gai leo này. Không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, ngay trong năm nay, anh Kiên dự kiến nâng cấp các sản phẩm lên hạng ô cốp 5 sao và tìm kiếm thị trường xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm sang các quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Anh hy vọng những sản phẩm từ loại dược liệu đặc hữu của Việt Nam ngày càng vươn xa trên thị trường thế giới. Đây cũng là chủ trương chung của việc phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Từ Chương Mỹ, từ chủ thể ô cốp, chúng ta thấy là đấy chính là những cái băn khoăn, đấy là chính là những cái mong muốn của các làng nghề và làng nghề truyền thống cũng như các chủ thể ô cốp. Chúng ta không được phép dừng ở cái thành công của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể vượt mục tiêu về mặt số lượng, nhưng chúng ta vẫn còn bài toán về mặt chất lượng. Chúng ta có thể có số lượng của sản phẩm ô cốp, nhưng chúng ta không chỉ dừng ở thị trường Việt Nam. Có thể nói, anh Phan Trung Kiên là minh chứng sống động cho những nỗ lực của người nông dân Việt Nam. Hành trình khởi nghiệp của anh không chỉ mang lại thành công cho bản thân, mà còn truyền cảm hứng cho người nông dân cả nước về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người nông dân thời đại mới.